Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Trên tay mình đây là chiếc điện thoại Vivo Y02, một sản phẩm thuộc phân khúc giá cực kỳ rẻ của nhà Vivo vừa chính thức cập bến tại Thế Giới Di Động với một mức giá chỉ rơi vào khoảng dưới 3 triệu đồng mà thôi. Và sau khoảng thời gian trải nghiệm là 7 ngày thì mình đưa ra kết luận gì cho em nó, hiệu năng như thế nào, ngoại hình ra sao cũng như pin có trâu hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thông qua video đánh giá chi tiết ngày hôm nay nhé. Và ok, intro nào. Vivo Y02 vừa được mở bán chính thức tại Thế Giới Di Động. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm này thì hãy click vào đường link mình để dưới phần mô tả của video nhé. Và ok, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái phần ngoại hình và thiết kế của em nó trước đi ha. Tại vì mình thấy là cái thiết kế của em nó cực kỳ là nổi bật luôn. Mặc dù chỉ là một sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ thôi, chưa tới 3 triệu đồng, nhưng mà Vivo vẫn chăm chút cho em nó một cái thiết kế vuông vắn cực kỳ là hợp mốt bây giờ, với các cạnh và hai mặt được gia công phẳng. Phần mặt lưng tuy chỉ được làm bằng chất liệu nhựa nhưng nó lại được hoàn thiện theo kiểu nhám nhẹ, nên là sẽ hạn chế được cái tình trạng bám dấu vân tay và mồ hôi khi mà chúng ta cầm nắm và sử dụng. Điểm nhấn ở phần mặt lưng là cụm camera được thiết kế hình tròn trong phần khung hình chữ nhật với kích thước lớn. Nó mang lại cái nhìn khá là ấn tượng và cho mình được một cái cảm giác như đây là camera của một chiếc máy cơ chuyên nghiệp chứ không phải chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại. Hơn thế nữa thì với phiên bản màu xanh tím mà mình đang cầm trên tay đây thì không phải là kiểu màu quá đậm mà nó sẽ thiên hướng nhẹ nhẹ. Và khi mà mình cầm máy ở dưới ánh nắng thì mình thấy nó rất là đẹp luôn. Và nếu không nói thì mình sẽ không nghĩ đây là thiết kế của một chiếc điện thoại chỉ có mức giá dưới 3 triệu đồng. Và ở cái phần khung camera như các bạn có thể thấy ha, được thiết kế bằng chất liệu hologram nên là khi có ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ phản lại ánh sắc cầu vồng cực kỳ là nổi bật luôn. Máy sẽ có trọng lượng khoảng 186g và dày 8,49mm. Do đó nên là nếu mà mình sử dụng máy trong một khoảng thời gian lâu thì cũng không có bị mỏi tay nhiều đâu. Phía cạnh trên của Vivo Y02 sẽ có một cái loa đơn, cạnh trái sẽ là khay SIM, cạnh phải là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Cạnh dưới sẽ có micro, jack cắm tai nghe 3,5mm và cổng sạc micro USB. Nhìn chung thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của chiếc Vivo Y02 này khá là tốt, ngoài trừ 2 điểm. Thứ nhất đó chính là phần viền màn hình vẫn còn dày và Vivo thì vẫn còn sử dụng màn hình giọt nước cho nó. Thứ hai đó là cái lớp kính ở phần mặt trước này nó nhô lên rất là cao, tạo cho mình cái cảm giác khá là dày cộm, mặc dù thật sự thì nó không có đến mức như vậy. Tuy nhiên với một cái mức giá chỉ dưới là 3 triệu thì mình cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Vivo Y02 sẽ sở hữu màn hình có kích thước khá lớn là 6,51 inch cùng tấm nền IPS LCD và độ phân giải HD+. Với một chiếc điện thoại chỉ có mức giá khoảng 3 triệu như thế này thì mình thấy là thông số như thế là đã ổn rồi. Nó vẫn sẽ cho chúng ta được một cái màn hình với không gian trải nghiệm lớn và góc nhìn rộng để chúng ta có thể thoải mái thao tác và sử dụng để xem phim, làm việc hay là giải trí. Màu sắc và khả năng hiển thị thì cũng không gọi là quá xuất sắc, nhưng mọi thứ nằm ở mức đủ dùng, vẫn chân thực và rõ ràng. Độ chi tiết cũng như là khả năng tái tạo hình ảnh đều nằm ở mức khá. Một điểm cộng chính là Vivo đã trang bị màn hình bảo vệ mắt trên chiếc điện thoại Y02 này, nên là cho dù bạn có sử dụng lâu thì cũng không sợ bị mỏi mắt đâu nha. Và giống với những chiếc điện thoại cùng phân khúc khác thì Vivo Y02 vẫn sẽ sử dụng màn hình có tần số quét là 60Hz. Không quá vượt trội như những chiếc màn 90Hz hay là 120Hz đâu, nhưng mà nó vẫn sẽ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm sử dụng ổn định nhất trong tầm giá 3 triệu đồng này. Tuy nhiên, độ sáng màn hình của chiếc điện thoại Vivo Y02 này chỉ là 250 nits mà thôi. Khá là khiêm tốn, cho nên là mình nghĩ nếu như mà chúng ta sử dụng chiếc điện thoại này trong điều kiện ánh sáng mạnh thì rất khó để nó có thể hiển thị thông tin trên màn hình một cách trực quan nhất. Và đây có lẽ là một điểm trừ mà chúng ta cần phải đánh đổi đối với một chiếc điện thoại chỉ có mức giá dưới 3 triệu đồng như thế này. Và pin sẽ là điểm nổi trội bậc nhất tiếp theo chỉ sau cái thiết kế của em Vivo Y02 này. Với việc được trang bị viên pin với dung lượng là 5000mAh thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai thường xuyên phải đi ra ngoài đường. Chẳng hạn như là những anh chị em, cô chú là tài xế công nghệ cần trang bị cho mình một chiếc smartphone với dung lượng pin trâu bò để có thể đồng hành với mình trong một ngày dài. Hoặc là những bạn học sinh sinh viên có lịch trình đi học dày đặc thì cũng có thể sở hữu em nó để hỗ trợ cho mình trong việc học tập. Hoặc là những bậc phụ huynh cần có một chiếc smartphone có thể nghe gọi, nhắn tin, đọc báo cả ngày thì đây cũng là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Nhìn chung thì đối với một chiếc smartphone chỉ có mức giá là dưới 3 triệu đồng mà có một viên pin lớn như vậy thì đây là một ưu điểm mà chúng ta không thể không nhắc tới. Bạn cũng không cần phải lo kè kè theo cục sạc khi sử dụng chiếc điện thoại này nữa. Chỉ cần trước khi đi ngủ cắm sạc vào và sáng dậy rút sạc ra là chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong một ngày dài mà không lo sợ phải hết pin giữa chừng nữa nha. Khi mà mình test thực tế với thời lượng sử dụng pin thì nó sẽ rơi vào khoảng 7 tiếng 5 phút cho các tác vụ hỗn hợp như là đọc báo, xem YouTube, lướt TikTok, lướt Facebook, chơi Liên Quân Mobile, và thời gian sạc đầy chiếc máy này từ 0 lên 100% là 3 tiếng 4 phút. Với cục sạc đi kèm chỉ là 10W và dung lượng pin lên tới 5000mAh thì mình nghĩ đây là một khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Vậy tiếp theo sẽ là về phần hiệu năng. Thì chiếc điện thoại Vivo Y02 này sẽ sở hữu con chip MediaTek Helio B22
Đây được xem là con chip có hiệu suất khá ổn cùng với mức tiêu thụ năng lượng thấp, giúp cho máy có thể vận hành ổn định một cách lâu dài. Và tuy là dung lượng RAM của máy chỉ là 2GB mà thôi, nhưng mà nhờ có hệ điều hành Android 12 thì sẽ giúp máy có thể hạn chế được cái tình trạng giật lag phần nào. Mình có thử thực hiện những cái thao tác vuốt chạm đơn giản, nhấn vào các icon hay là lướt qua lướt lại màn hình thì mình thấy là máy sẽ có tình trạng hơi giật nhẹ và phản hồi chậm một chút. Một số những cái tác vụ đa nhiệm nặng như là chơi game thì nó sẽ load lại nếu như mà chúng ta thoát ra ngoài lâu. Tuy nhiên những cái tác vụ nhẹ nhàng như là đọc báo, lướt web, lướt TikTok thì lại khá là mượt mà nha. Máy chơi một số tựa game nhẹ như là Temple Run 2, BB Racing thì đều cũng rất là ổn, hiện tượng giật lag gần như là không đáng kể. Mình có thử test qua game Liên Quân Mobile thì máy hoàn toàn có thể thiết lập được độ phân giải cao và chất lượng hình ảnh HD, nhưng mà mình sẽ đưa về tiêu chuẩn và mượt để có được trải nghiệm tốt nhất nha. Dù gì thì đây cũng là một chiếc smartphone giá rất rẻ nên là em nó cũng không thể gánh đồ họa cao được. Và khi đã thiết lập mức đồ họa ở mức thấp nhất thì em nó sẽ duy trì game khá tốt với FPS trung bình vào khoảng 45.4. Hiện tượng drop FPS xảy ra rất là ít và gần như là trơn tru từ đầu đến cuối trận. Nhìn chung thì khá là ổn áp. Vivo Y02 sẽ chỉ có một camera sau với độ phân giải 8 megapixel cùng một đèn flash ở phía dưới. Chất lượng hình ảnh cho ra ở mức chấp nhận được, độ chi tiết ổn, màu sắc chân thực và hài hòa. Máy sẽ hỗ trợ quay video Full HD với 30fps. Chất lượng video cho ra nằm ở mức khá, đủ để chúng ta có thể quay được những chiếc video cơ bản. Camera selfie của Vivo Y02 sẽ có độ phân giải là 5 megapixel cùng với chế độ làm đẹp được tích hợp sẵn, sẽ giúp những bức ảnh selfie của bạn trở nên mịn màng và tự nhiên hơn. Và với camera selfie có độ phân giải như thế này thì nó cũng sẽ vừa đủ dùng để đáp ứng những cái mục đích khác nhau của mình, chẳng hạn như là học online hoặc là hội họp online đều rất là ổn. Và trên đây là bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc điện thoại Vivo Y02 sau khoảng thời gian là 7 ngày sử dụng. Đối với quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy đây là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp để đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng cơ bản, ví dụ như là xem phim, học tập, làm việc hay là giải trí nhẹ nhẹ. Nó vẫn sẽ còn tồn tại một số những cái nhược điểm, tuy nhiên đó là những cái nhược điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một chiếc smartphone chỉ có mức giá dưới 3 triệu đồng mà thôi. Bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video này cho mình cũng biết nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Di Động, cũng như là nhấn vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.